En attendant, Myriam, il y a une question. Dans le choix des femmes, parce qu'il a déjà écrit sa question en vietnamien pour tout le monde. Est-ce que vous avez besoin de la traduction ou pas? Vì trong không hiểu tiếng Pháp nên tôi có lẽ tôi tên mình nói hoặc là tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Cứ nói tiếng Việt đi, chị cứ nói tiếng Việt. Nhưng mà chị đã hiểu câu hỏi rồi đúng không ạ? Câu hỏi của anh Hùng đã nêu ra. À, câu hỏi là gì? Dans le choix des femmes, quels sont les facteurs qui ont influencé sur ce choix, sachant que À. beaucoup de femmes vietnamiennes sont influencées par des modèles de genre, des stéréotypes. À, đúng rồi. Việc chọn thầy phụ được phỏng vấn đúng không? Không được chọn lựa. Cái chọn Ừ. lựa của thai Chọn phụ có bị lựa ảnh thầy. hưởng bởi những cái khuôn mẫu giới hay không? Có Est-ce que nghĩa là có có. sự influencé par des stéréotypes de genre? Le Oui. choix lui-même, est-ce qu'il est influencé par des éléments extérieurs comme les stéréotypes de genre, les Le choix de modèles, quoi? leur choix de la manière de leur D'accoucher. voilà, d'accoucher? Trang có thể trả lời được không? Chị đang suy nghĩ. Và hoặc là Dạ, Violet. em có thể trả lời. Rồi nói đi ra, đang nói. Dạ, em có thể trả lời. Đang nói đi ạ. Theo như câu hỏi của anh Hùng thì theo theo cái nghiên cứu của chúng em thì cái việc mà tác động của giới tính là người ta không có tác động nhiều tới cái vấn đề là sinh thường hay sinh mổ, thì thường các vấn đề người ta lựa chọn sinh thường hay sinh mổ có thể nó sẽ ảnh hưởng ở cái mặt xã hội học, đó là cái vấn đề về lựa chọn giờ sinh. Còn vấn đề giới tính thì có thể ảnh hưởng đến cái sự đồng hành của người chồng với người vợ trong lúc chuyển dạ. Tuy nhiên là nó không đề cập, không ảnh hưởng đến cái việc là người phụ nữ lựa chọn phương pháp sinh. Và giả sử như người phụ nữ đó sinh con trai hoặc con gái thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc là người ta lựa chọn sinh thường hay sinh mổ. Mà cái việc sinh thường hay sinh mổ nó có thể ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội, ví dụ như là việc lựa chọn ngày giờ sinh như cái văn hóa của Việt Nam mình. Trang ơi, Trang Em có ơi. biết trả lời như vậy anh? Để anh Hùng nói đi ạ. Anh Dạ Hùng dạ, nói đi. cảm ơn cô Phượng. Trang ơi, ý của anh hỏi là như vậy nè em. Tại vì trong cái khi mà xem xét với những cái góc độ về bình đẳng giới, về góc độ về quyền con người á, thì lựa chọn phương thức để sinh là quyền của người ta. Nhưng mà em biết trong cái bối cảnh của văn hóa, trong của loại diễn ngôn văn hóa, mà đặc biệt là phụ nữ trong cái bối cảnh văn hóa phương Đông và Việt Nam nữa, thì khi một người cái thiên chức làm mẹ, cái thiên chức của phụ nữ được cho là thiên chức sinh con và cho con bú bằng sữa mẹ, có nghĩa là sinh con bằng đường tự nhiên, thì những người phụ nữ á, đa phần khi mà họ chọn hình thức sinh mổ á, ngoại trừ nếu mà vì vấn đề bệnh lý bác sĩ đã ra một cái chỉ định y khoa là không có đẻ thường được thì ok, nhưng mà ngày nay rất là nhiều người phụ nữ chọn sinh mổ vì những cái lý do nó thuận tiện hơn, thì họ phải đối diện những cái áp lực, những cái diễn ngôn về giới tác động lên trên họ. Thì liệu rằng những người phụ nữ tham gia trong nghiên cứu của em á có nhóm đó hay không, và họ đã nói cái cách mà họ ứng phó như thế nào đó, ý anh muốn hỏi là như vậy. Ví dụ đúng, chỉ nghĩa là ví dụ có đúng là phụ nữ phải chịu áp lực từ xã hội vì và ví dụ ở gia đình của chồng coi là không phải là phụ nữ này phải quyết định mà ví dụ, người trẻ trẻ em sẽ trẻ em của gia đình thì người ta góp ý để bảo là phụ nữ này phải sinh đẻ như thế nào, mà cũng có một áp lực thứ hai là một có cũng có phụ nữ muốn sinh con trai thì coi là cần sử dụng phương pháp sinh mổ để an toàn, nhưng chưa biết là trong Tôi nghĩ buổi là chị Miriam đã trả lời vào câu hỏi của anh Hùng rồi đấy ạ. Tức là có những cái ảnh hưởng gì về khuôn mẫu giới mà nó tác động đến phụ nữ, ví dụ như
người phụ nữ không có toàn quyền quyết định về đứa con, vì đứa con đó là của gia đình, cho nên là sẽ phải tôn trọng ý kiến của cha mẹ chồng của gì đó ai đó, những thành phần, những thành viên khác, ví dụ như thế. Hay là nếu nó là con trai thì phải đặc biệt săn sóc để cho nó được an toàn, vân vân. Thì cái đó đều là ảnh hưởng của khu mộ giới như anh Hùng đã có nêu ra. Xin mời những câu hỏi khác về đối với các diễn giả khác ạ. Và tôi xin phép lưu ý là chúng ta hỏi không phải chỉ đối với hai nhóm vừa trình bày cho chủ đề này, mà cả các diễn giả đã trình bày cho chủ đề trước ạ. Dạ, em có thấy những cái câu hỏi của diễn giả phía trước ở trên khung chat ạ? Dạ, mọi người có thể nhìn trên khung chat để thấy ạ. Thực ra thì trên khung chat chỉ có câu hỏi của chị Thi thôi, mà câu hỏi đó thì anh Hùng có trả lời một phần rồi. Thành ra tôi xin để ưu tiên cho các diễn giả mà chưa được hỏi ạ. Không biết các quý vị tham dự có muốn hỏi gì đối với các diễn giả đã trình bày mà chưa được hỏi không ạ? Nếu như trong khi chờ đợi câu hỏi thì anh Hùng có gì muốn nói thêm về những rủi ro trong quá trình anh đóng vai insider không ạ? Và anh đã xử lý rủi ro như thế nào? Đó là câu hỏi của giáo sư Cầm Thi ạ. Cảm ơn cô, cảm ơn chị Thi. Thì như là nãy Hùng cũng có chia sẻ một phần á. Nói chung là ngồi mà để nói về những cái rủi ro thì rất là vui cô, nhiều thứ lắm. Nhưng mà có một cái điều thì Hùng cũng là một cái kiểu là rất là thích đương đầu với rủi ro. Có nghĩa là thí dụ giả sử một câu chuyện này thì thường ở những cái khu vườn tình á, nó là những cái khu gọi là tự lập, nó là những cái khu mà vắng, bí mật, hầu như chỉ có trong nhóm biết. Và chính quyền Hùng hay mỗi lần Hùng thâm nhập địa bàn đó, Hùng hay đứng ngoài đó hỏi liệu rằng chính quyền có biết không, chính quyền có biết cái sự tồn tại của một khu vực mà nơi đó những người đồng tính tập trung đó để họ có những cái sinh hoạt riêng tư hay không. Thì thường thì đứng những cái participant đó có cho Hùng cái nói là có. À, em có đi thì đi, né là những ngày lễ nha. Thí dụ điển hình là 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 tháng 9, blah, blah. Đó là những cái ngày mà dân quân và công an sẽ đi gọi là đi kèn. Thì Hùng còn nhớ là Hùng biết được chuyện đó và cố tình trong một dịp lễ 30 tháng 4 Hùng không ai đi, nhưng mà cũng cố tình Hùng tới đó thì không thấy gì hết. Ồ, lại tưởng là không được. Nhưng mà tới chừng 1 tháng 5 lại bị công an bắt. Công an đã tới. Tại vì như Hùng bị ảnh hưởng bởi cái bài viết chọi gà ở Bali trong môn nhân học á, thì Hùng muốn thử coi cái tiếng nói về mặt chính trị họ đã ứng phó với cái nhóm này như thế nào. Thì khi ở trong đó, dân phòng tới chặn ngay đầu xe của Hùng luôn. Mày đi đâu đây? Hùng mới nói là ôi đi vô hóng gió. Thì lúc đó Hùng về ghi hết, chia sẻ những cái đó ở trên trong nhật ký điện giả, là chính quyền đã nói xin lỗi quý vị là phải thuận lợi một cách rất là thô thiển nguyên văn. BD, khu này là của BD, mày đi vô đây không gió gì trong này. Và sau những cái điều định qua lại, Hùng sẵn sàng nếu như những người đồng tính thật sự mà chỉ cần chính quyền nói về báo cho mẹ, cho vợ, ôi là bao nhiêu cũng móc ra hết, anh cho em đi. Nhưng mà Hùng nói rồi về phường thì về phường thôi, nhưng mà anh cho tôi biết quy định nào này kia nọ. Thế là mọi người, những người dân quân đó có công an nữa nhà quý khán giả, có công an đứng đó. Anh công an chỉ đứng nhìn không nói gì hết. Anh dân phòng nói bây giờ có tiền không đưa ra, không thì gọi gì cho má mày hoặc là vợ mày lên lãnh về, đi về phường thôi. Thì bắt đầu người đó mới thấy không được, dĩ kêu đi về đi, đi ra cái đi, và chửi thề một câu Hùng rất là ấn tượng, đờ mờ mày, cái lũ bê đê dơ này kia nọ. Thì Hùng mới hiểu là vì sao mà khi mà có công an mà cái lớp ngoài á, nó có nhiều lớp lắm, nhiều cái layers ở trong cái khu vườn tình, ở ngoài dùng báo anh em ơi dân phòng tới là họ chạy như vịt luôn. Và hôm đó khi họ chạy thì Hùng đứng lại, Hùng đã chứng kiến rất là nhiều chuyện xảy ra ở những cái vườn tình đó và trong sauna cũng vậy. Và đó là một cách mà dạ cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã chia sẻ những cái trải nghiệm rất là thú vị về chuyện là mình đi đến cùng trong cái chọn lựa là làm insider của mình, và nhờ đó đã thu thập được nhiều cái thông tin rất là quý giá. Cảm ơn anh Hùng. Dạ. Xin mời những câu hỏi khác. Dạ, trong khung chat thì em thấy có một câu hỏi của thân đoàn. Xin phép họ diễn giả, dự án cho quyền sinh con cho phụ nữ, liệu rằng việc sinh mổ hay sinh thần không phải là mấu chốt của cho quyền cho phụ nữ, mà vì tiến bộ y khoa,
vấn đề mong muốn này trước đây có rồi nhưng không thể thực hiện, và ở Việt Nam hay các quốc gia Đông Nam Á việc sinh có ít nhiều do nhu cầu chọn giờ. Tôi nghĩ là ý chọn giờ thì đã được trả lời rồi ạ. Thành ra không biết là nhóm có điều gì cần thêm nữa hay không về cái việc chọn giờ, chọn ngày sinh, nhất là chọn giờ sinh thì đã được trả lời rồi bởi cái nhóm nghiên cứu. Xin mời Trong có muốn trả lời không? Dạ, là chọn giờ, tại vì chọn giờ chúng ta nói rồi. Dạ, như em đã nói trước đó là việc sinh mổ người ta có thể bị ảnh hưởng bởi việc chọn giờ và chọn ngày, có thể là phù hợp với phong thủy của tuổi của ba mẹ, hoặc là sẽ phù hợp với công việc kinh doanh, đặc biệt là đối với những người mà người ta thành lập công ty, người ta tin vào cái việc chọn ngày giờ sinh con, nó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà công ty có thể phá sản hoặc là công ty có thể sẽ tốt đẹp hơn. Thì có trong nghiên cứu của em thì có những cái ý kiến đó. Cho tôi hỏi thêm một câu này là các bạn hồi nãy có nêu là cái tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam cao hơn hẳn trung bình và cao hơn hẳn nước Pháp, cao hơn hẳn trung bình. Thì tôi muốn hỏi là theo cái cảm giác của nhóm nghiên cứu thì có chăng cái sự lạm dụng kỹ thuật, lạm dụng công nghệ, và ở bên cạnh sự lạm dụng đó là sự thiếu hiểu biết về những nguy cơ có thật mà y học đã hiểu biết rõ cho cái việc sinh mổ một cách không cần thiết? Liệu chăng là có cái việc là người Việt Nam một mặt là lạm dụng kỹ thuật, tức là thấy bây giờ mình có thể chọn lựa cái điều mà trước đây giống như mình không làm được, và cái thứ hai là cũng thiếu hiểu biết về những cái rủi ro mà trong y khoa người ta đã biết rất rõ trong cái việc là sinh mổ một cách không cần thiết, thì liệu như vậy có phải là họ được tăng quyền hay không, hay là họ chỉ có ảo tưởng được tăng quyền mà thôi? Dạ, xin nhờ cô Miriam trả lời. La question c'est, est-ce que c'est vraiment qu'elles ont plus de pouvoir qu'auparavant, ou est-ce que il y a un abus de technologie et une méconnaissance des dangers, des risques? Tu n'y l'avais vu que Kenny donc la retire. Tu as tant que donc il y a quand même tu t'es là quand t'es fou. Tu as vu que quelques nuits que quoi avec Molly Thai. Về dạ chọn cái nơi chọn nơi đâu dạ theo như cô Phương nói thì cũng đã có những cái ý đúng là hiện tại thì phụ nữ hệ thống bệnh viện cũng đang quá lạm dụng về cái vấn đề về phát triển y sinh học, và nó có thể có những cái cuộc mổ không cần thiết, là những cuộc mổ không có chỉ định y khoa, nhưng vì là do sản phụ đối tượng muốn sinh mổ. Đúng là như cô Phượng đã nói là họ không có sự hiểu biết, mình việc mình thông tin đến đối tượng về những cái nguy cơ và lợi ích của sinh thường, sinh mổ vẫn chưa thực sự sâu sát, nên là họ vẫn chưa có nhận thức được rằng là cái việc sinh mổ nó có thể ảnh hưởng như thế nào về cái vấn đề hiện tại cũng như sau này đối với lại sức khỏe của thai phụ. Cho nên là họ cứ nghĩ rằng là việc sinh mổ tạm thời là để mình không phải trải qua cơn đau chuyển dạ, thì họ cảm thấy là cái điều đó nó rất là tốt, cho nên họ lựa chọn sinh mổ. Nhưng điều đó đúng, cho nên là việc mà họ thiếu kiến thức về phương pháp sinh cũng như là những cái lợi ích của sinh thường như thế nào và những cái nguy cơ mà sinh mổ có thể mang đến cho thai phụ như thế nào, thì theo bản thân em thì em thấy rằng thai phụ vẫn đang có những cái mảng kiến thức rất là thiếu về vấn đề phương pháp sinh. Cho tôi hỏi thêm một câu tế nhị hơn chút đó, là liệu có chăng rõ ràng là có sự lạm dụng kỹ thuật, có sự thiếu hiểu biết, liệu có chăng cái sự gia tăng quá đáng cái quyền lực của đồng tiền? Khi người ta nghĩ là ta có tiền thì ta có thể sinh mổ cho nó sướng, cho nó khỏi đau, thì liệu cái tâm lý đó có góp phần làm tăng cái tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam so với trung bình của thế giới không? Ừ.
Chị nghĩ là có rất nhiều yếu tố góp vào việc mỗi lời thay, mà chị cũng hiểu là một thay phụ thay là điều kiện sinh con không không tốt lắm, việc tiếp xúc với các cái nhân viên y tế hơi vất vả, hơi khó chịu. Tại sao mà mình không không đi mỗi lời thay cho an toàn, cho dễ chịu, cho nhanh? Nên vấn đề là mình muốn thay đổi, mình muốn làm sợ, làm cho việc mỗi lấy thai giảm xuống, thì mình cũng phải đặt điều kiện, mình phải cho thời gian, vì chị đấy là cũng nhiều bệnh viện cũng rất là đông người, làm cho nhân viên y tế rất là khó Bị quá tải. cho phụ nữ, đúng rồi, phụ nữ có thể sinh sinh thường. Không biết là chúng ta còn câu hỏi về các cái vấn đề khác mà các diễn giả đã trình bày không ạ? Em xin phép được nói rõ cái câu hỏi của mình một tí. Xin chào các diễn giả. Vâng, tức là cái câu hỏi trong cái dự án này em rất là quan tâm, và chính vì vấn đề là dự án đặt ra rằng là họ đã dự án khảo sát những đối tượng đang đi sinh nở và không khảo sát những đối tượng đã qua sinh nở, tức là những thế hệ mẹ chúng ta, bà chúng ta. Thì chắc chắn thế hệ mẹ hay bà chúng ta nếu được hỏi phỏng vấn, như em đã từng phỏng vấn ở một vài dự án là hỏi rằng nếu có thể mổ sinh con, chị có mổ không, cô có mổ không, thì chắc chắn người ta trả lời nếu mà được họ mổ chứ. Có nghĩa là cái vai trò của y tế ở đây sẽ cao hơn là vai trò của mong muốn người phụ nữ. Và việc việc khảo sát của một người phụ nữ ở trong giai đoạn đang sinh nở mà thiếu khảo sát một ít ở những cái đối tượng đã sinh nở, thì em nghĩ là cần phải nhìn nhận cái mong muốn này có tính lịch sử ở Việt Nam, và cái việc sinh con và cái việc việc trao quyền phụ nữ nó sẽ không nặng nề mà phải trao lại cái chức năng nhiệm vụ cho cơ quan y tế phải hướng dẫn người phụ nữ đấy, phải phải là vai trò chủ chốt hơn, chứ không phải là người phụ nữ được 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 lựa chọn. Ở đây em không thấy câu chuyện người phụ nữ được lựa chọn, mà gần như người phụ nữ bị tác động bởi rất nhiều luồng ý kiến, trong đó có cái tâm lý sợ hãi và sự thiếu hiểu biết về y tế mà đáng lẽ họ phải có. Vâng ạ. Chọn có muốn nói không? Chị nghĩ là vì chị nghĩ là vấn đề này cũng liên quan đến mô hình sinh con tại Việt Nam, vì trong các tổ chức của bệnh viện thì các bác sĩ có vai trò rất là quan trọng trong việc đỡ đẻ, nhưng nữ hộ sinh ví dụ không có một vai trò quan trọng. Nhưng nếu mình cũng có một sự thay đổi, chính phủ đang cố gắng làm là đưa vai trò quan trọng hơn cho các nữ hộ sinh, để giúp thai phụ có thể sinh, có thể có đủ thời gian để sinh sinh thường. Và cũng khi mình nghiên cứu với các bác sĩ, mình cũng thấy là tiêu chuẩn của Việt Nam khác so với tiêu chuẩn quốc tế, và việc này cũng ảnh hưởng lớn đến việc mổ lấy thai. Mà Chị có thể nói rõ thêm cái tiêu chuẩn Việt Nam khác thế giới không ạ? đây là liên quan đến ví dụ thời gian mà mình cho khi một phụ nữ đến, có tiêu chuẩn để biết là bây giờ có nên bắt đầu quyết định mổ lấy thai, hoặc là mình cho phụ nữ nhiều thời gian hơn, Hiểu rồi. mà cũng liên quan. Vì sự quá tải, vì vì có quá đông bệnh nhân cho nên là sẽ làm như thế, đúng không ạ? Dạ tôi hiểu rồi. Dù mà có lẽ trong muốn nói thì không có À, phải. dạ à, tiếp theo lời của cô Miriam thì em cũng muốn giải thích thêm là khác so với ở quốc tế, có nghĩa là ví dụ như là một ca đó người ta có thể vào em bé bị suy tim thì người ta có thể làm hồi sức tim phổi cho em bé trước khi mà tới cái cuộc sinh nở, nếu không mà tình tới cái giai đoạn mà mình không thể nào mình hồi sức được nữa thì mình mới đi sinh mổ. Thì cái giai đoạn mà mình ngắt quãng để dẫn đi sinh mổ sớm hơn so với quốc tế, cho nên là nó sẽ khác một chút và nó sẽ dẫn đến cái việc là sinh mổ nhưng mà cái khả năng sinh thường của thai phụ vẫn còn, thì cái làm cho tỷ lệ sinh mổ nó sẽ cao hơn một chút. Chắc Nên đứng về mặt thời gian thì
thì chúng ta đã hết thời gian, cho nên là tôi xin phép để tôn trọng mọi người là chúng ta sẽ dừng cái cuộc thảo luận ở đây. Một lần nữa xin vô cùng cảm ơn các diễn giả của cái phiên này, là các bạn đều đã trình bày rất là rõ ràng, sinh động những cái trải nghiệm thực tế của các bạn, và tôi nghĩ là qua đó chúng ta đã học được rất nhiều bài học. Riêng về cái chủ đề vai trò insider của anh Hùng thì nó rõ quá rồi, và nó đem lại những lợi ích gì, và nó đòi hỏi một sự dũng cảm dấn thân của người nghiên cứu như thế nào thì chúng ta cũng đã thấy rõ rồi. Nhưng mà qua cái nghiên cứu của các chị thì tôi nghĩ là cái kết luận mà tôi muốn rút ra là cái sự tăng quyền cho phụ nữ nó không nên chỉ được thấy ở bề mặt là người phụ nữ được quyền chọn hay không được quyền chọn. Nó càng không nên chỉ được đánh giá ở chỗ là bây giờ y khoa kỹ thuật đã cho phép tôi làm cái đó hay không cho phép, hay là tôi đủ tiền để làm cái đó hay không đủ tiền. Mà cái quan trọng, có lẽ là quan trọng nhiều hơn, là cái nhận thức, cái hiểu biết khoa học để người phụ nữ có thể chọn lựa một cách gọi là một cách có hiểu biết. Tiếng Pháp gọi là connaissance, tức là mình biết mình chọn cái gì và điều cái mình chọn đó nó có những cái lợi ích gì và những rủi ro gì. Thì nếu chúng ta tăng cường được sự hiểu biết thì mới thực sự là tăng cường sự giao quyền. Tôi nghĩ là cái điều mà tôi rút ra được từ cái thảo luận của các chị là như thế. Xin cảm ơn một lần nữa, vô cùng cảm ơn các diễn giả và cảm ơn các quý vị đã tham dự. Cảm ơn các anh chị. Dạ, xin cảm ơn ạ.